thiện nam tử trải qua thế giới tỳ lô giá na đại oai đức kiếp viên mãn thanh tịnh rồi lại có thế giới tên là bảo luân diệu tra nghiêm kiếp tên là đại quang có 500 vị phật xuất hiện ra đời ta đều hầu hạ cung kính cúng dường vị phật đầu tiên hiệu là đại bi tràng lúc đức phật mới xuất ra ta làm vị dạ thần cung kính cúng dường lại có vị phật ra đời hiệu là kim cang na la diên tràng ta làm chuyển luân vương cung kính cúng dường Đức Phật đó, vì ta nói Tu Đa La, tên là tất cả Phật xuất hiện Có các Tu Đa La, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Kim Cang Vô ngạn Đức Lúc đó ta làm chuyển mơn vương, cung kính cúng dường Đức Phật đó, vì ta nói Tu Đa La, tên là chiếu khắp căng tất cả chúng sinh Có các Tu Đa La, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc Ta đều thọ trì Ấy, lại có vị Phật ra đời hiệu là Hỏa Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm, lúc đó ta làm nữ trường giả. Đức Phật đó vì ta nói tu đa la tên là chiếu khắp tạng ba đời, có các tu đa la nhiều như số hạt bụi diêm phù đề làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương, ta làm A Tu La Vương cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La tên là phân biệt tất cả Pháp giới, có 500 Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như Pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là hải nhạc Pháp Quang Minh, ta làm nữ Long Vương, mưa xuống mây báu mani như ý để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói tu đa la tên là tăng trường biển hoa hỷ, có 500 ức tu đa la làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như pháp thọ trì kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Bảo Diệm Sơn Đăng, ta làm thần biển, mưa xuống mây hoa sen báu, cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Pháp giới phương tiện hải quang minh, có các Tu Đa La, nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như Pháp thọ trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Công Đức Hải Quang Minh Luân, lúc đó ta làm tiên ngũ thông, hiện đại thần thông có sáu vạn chư tiên với quanh trước sau, mưa xuống mây hương hoa để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La tên là Vô Trước Pháp Đăng, có sáu vạn Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe như Pháp Thọ Trì. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Tỳ Lô Giá Na Công Đức tạm. lúc đó ta làm chủ địa thần, tên là Xuất Sanh Bình Đẳng Nghĩa với vô lượng địa thần tụ lại mưa xuống tất cả cây báu tất cả tạng mani tất cả mây chuỗi báu để cúng dường đức phật đó vì ta nói tu đa la tên là xuất sanh tất cả như la trí tạng có vô lượng tu đa la làm quyến thuộc ta đều lắng nghe thọ trì không quên